Ngày hôm nay mình thực hiện video này để mà chia sẻ với các bạn cái cách để mà mình thực hiện cái video Instagram Story mà có cái live rig chạy chạy vậy đó. Ok, và ngay bây giờ thì mình sẽ cùng bước vào cái phần chính, mình sẽ hướng dẫn chia sẻ với các bạn. Vô. Và đầu tiên thì xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thịnh. Nếu như mà các bạn chưa biết mình là ai thì nói chung là các bạn chỉ cần biết mình làm những thứ liên quan đến nhiếp ảnh về social media. Ví dụ như chia sẻ những cái kiến thức về chụp ảnh bằng điện thoại, bằng máy ảnh đó, thì mình sẽ chia sẻ những cái tip sử dụng và liên quan đến những cái đó. Nhưng mà trước tiên, trước khi mà mình bước vào thực hiện cái video đó thì mình xin cảm ơn bạn Uyên Biếm. Đây là một người bạn của mình đã sáng tác ra cái bài Thị trấn lóng lánh và cho phép mình sử dụng nó trong cái video này. Những cái vấn đề liên quan đến bản quyền á, thì mình phải xin phép tác giả. Và rất là may mình biết một người bạn đã sáng tác ra bài hát rất là hay này. Ngày hôm nay mình sẽ sử dụng nó để mà làm ví dụ cho các bạn xem. Thì ok, bây giờ thì cùng mình bước vào cái nội dung chính của video. Nếu như bạn nào chưa biết sử dụng cái app này á, thì mình sẽ giới thiệu với các bạn là app mình sử dụng là app InShot. Các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình. Và khi mà các bạn bước vào thì các bạn sẽ tạo một cái video mới. Đó, sau đó các bạn sẽ chọn một cái bức ảnh cụ thể, một bức ảnh bất kỳ. Đây, thì các bạn sẽ chọn một cái bức ảnh và bức ảnh mà mình chọn là bức này. Đó. Thì nó sẽ tạo ra một cái project mới như thế này. Và bức ảnh của mình chưa có gì hết thì mình có thể add nhạc vào, mình có thể thêm nhạc vào. Với cái cách hướng dẫn thêm nhạc thì mình đã có chỉ cho các bạn ở bên một cái video cũng hướng dẫn cho các bạn chèn hình, chèn nhạc vào cái hình này luôn. Mình sẽ thêm nhạc vào. Ở đây mình sẽ thêm bài Thị trấn lóng lánh. Thì khi mà các bạn tạo một cái project mới thì mình sẽ thêm nhạc và mình sẽ thêm hình ảnh như thế này. Các bạn muốn hình ảnh nó dài ra thì mình làm theo cách cũ thôi, đúng không? Thì mình sẽ kéo dài khoảng thời gian nó ra 10 giây nè. Tùy cái story của các bạn muốn thời lượng bao nhiêu thì bạn chỉ cần copy sao chép nó ra. Ví dụ như mình muốn một cái đoạn 1 phút đi thì mình sẽ sao chép ra thành 6 cái hình ảnh 10 giây. Ok, 6 hình ảnh 10 giây là đó, là đủ. Xin chào các bạn. Đây là bé heo ngước mặt lên chào mọi người đi nè. Bé heo. Đây, ngay bây giờ thì mình sẽ cùng bắt đầu bước vào hướng dẫn cho các bạn cái cách mà mình add cái Đó, mình đã để sẵn tất cả bài hát. Bài hát thì mình đã để sẵn ở đây, cái cách mà mình download hay là mình add vô như thế nào thì các bạn vào app và các bạn sẽ biết. Ê, đừng có nhảy xuống nha. Đừng nhảy xuống nha. Để cho nó xuống ở đây để mình tập trung mình làm, mình hướng dẫn cho các bạn. Ok, và mình sẽ quay trở lại, sorry để mấy bạn đợi lâu. Và nếu như mà các bạn nhìn thấy ở đây á, thì các bạn có thể thấy là đây. Cái này thì làm như thế nào thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, làm rất là đơn giản luôn. Nhưng mà bây giờ mình sẽ tập trung vào cái nội dung chính là mình sẽ thêm cái chữ. Bây giờ mình sẽ tập trung lắng nghe cái lời bài hát, rồi sau đó mình sẽ thêm chữ vào. Ok, thì để cho nó nhanh á, thì mình sẽ thêm văn bản vào ha, và mình gõ. Các bạn có thể copy ra cái nốt để mà mình gõ vào cho nhanh. Thì bây giờ mình sẽ lên trên mạng tìm cái lyric để gõ vô cho nhanh. Bài hát Thị trấn lóng lánh. Ok, đầu tiên thì mình đã copy sẵn tất cả những cái lời bài hát ra đây rồi nè. Mình có thể lên trên cái bài hát Thị trấn lóng lánh để mà mình xem, mình copy cái lời bài hát vô nha. Mình để sẵn ở đây. Các bạn có thể lên trên nó nghe để ủng hộ cái bài hát của bạn Uy Biếm cũng được. Yêu là khi người ta nghĩ suy từng đêm. Đó, mình sẽ copy từng đoạn vậy ha. Mình sao chép lại nè. Rồi sau đó mình sẽ đi qua bên app. Rồi mình pass nó ra ha. Dán ra nha. Đó. Rồi sau đó thì mình sẽ thu nhỏ nó lại.
Đó, xong mình đặt nó đây ha. Rồi mình sẽ chỉnh hiệu ứng màu sắc hoặc là không có, chỉnh màu phông chữ. Rồi, đây là một cái. Rồi, như vậy là mình sẽ có được một cái đoạn là đây. Rồi, tới cái khúc này mới hết cái đến thời gian, cho nên mình sẽ kéo dài cái đoạn này ra. Đó, mình sẽ canh cái giờ ha. Ok, kéo dài thêm chút nữa. Đó, các bạn nhấn vào, kéo ra. Đó, cho nó dài thêm chút nữa. Wow, mấy con mèo đánh nhau ở dưới. Đây là cái đoạn lyric đầu tiên. Thì khi mà mình đã tạo ra xong thì mình nhấn vào cái này. Này thì chẳng khác nào là mình hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái phần mềm này á. Thì đối với hệ điều hành iOS thì các bạn có thể sử dụng cái ứng dụng này và thêm cái hiệu ứng lên. Còn đối với hệ điều hành Android á, thì các bạn cần phải chờ một thời gian nữa để mà hãng họ đưa cái tính năng này vào. Bởi vì theo như mình thấy á, thì trước đây khi mà mình làm cái video hướng dẫn cho các bạn mà thêm hình ảnh vào Android á, thì lúc đó iOS đã có nhưng mà Android chưa có. Và bây giờ thì Android đã cập nhật cái tính năng là thêm bức ảnh vào để tạo thành một cái đoạn video. Rồi lên đây đi. Nó kêu hoài à. Đó, cho nên là mình nghĩ là trong thời gian sắp tới thì Android cũng sẽ cập nhật những cái effect này cho cái iOS thôi. Và bây giờ thì các bạn, khi mà các bạn chọn cái này ha, thì các bạn sẽ có thể chọn cái hiệu ứng này nè. Cái gì vậy? Các bạn thấy không? Chọn cái hiệu ứng này nè. Ha, đó. Thì mình sẽ thấy cái sự thay đổi của nó nè. Mình sẽ tăng giảm thời gian. Đó. Để lâu hơn hoặc là chậm hơn, nhanh hơn. Đó. Ok. Và cái cách làm này nó sẽ cho mình cái lyric được up lên liên tục. Đó, sau đó như vậy thì đó, khi mà các bạn để ý là tới cái nhạc khúc nào thì mình lại copy cái này ra. Mình có một cái gốc rồi thì mình không cần phải làm lại từ đầu nữa, mà mình chỉ cần copy, mình duplicate, mình tạo bản sao. Sau đó mình kéo ra cho tới cái vị trí cho tới cái vị trí mà nó cái lời bài hát được cất lên. Rồi đó, bây giờ mình sẽ thay đổi cái lyric, cái lời này ha, thành cái lời tiếp theo. Cái cách làm này thì nó cực kỳ nhanh luôn. Chọn sao chép. Chọn tất cả và dán. Đó. Nếu mà các bạn làm như vậy á, các bạn giữ nguyên cái vị trí như vậy thì nó mới giúp cho mình. Đó, thấy không? Thì nó sẽ ở cùng một cái vị trí. Đó. Đó, nếu như mà các bạn lặp đi lặp lại thì các bạn sẽ có một cái đoạn video hoàn chỉnh. Và đây là cái cách làm của mình. Thì cực kỳ đơn giản và cực kỳ dễ luôn. Thì nếu như mà các bạn đã thực hiện xong những cái bước như vậy rồi, các bạn có thể ra được một cái sản phẩm hoàn chỉnh. Các bạn nhớ share lên trên Instagram và tag mình vào ở trên đó nha. Bây giờ thì mình sẽ làm tiếp cái này cũng bằng cái cách như vậy luôn. Các bạn có thể thay đổi, tự tạo cho mình những cái hấp dẫn hơn. Sau khi mà các bạn xem xong rồi thì các bạn cảm thấy sao, có phấn khích không? Và ngay bây giờ thì mình sẽ cùng xem một vài cái ví dụ mà nâng cao hơn một chút để mà làm cho cái video của mình nó thú vị hơn. Và nó có nhiều cái hiệu ứng chuyển cảnh mà có sẵn ở trong cái InShot đó, mình có thể áp dụng vô để mà mình làm luôn. Đó, mình sẽ cho các bạn xem một cái ví dụ khác. Ok, cái như đầu video mà các bạn thấy á, thì các bạn thấy là cái sự thay đổi của nó đến từ như thế này nè. Các bạn thấy cái khung hình nó chuyển động đúng không? Thật ra thì mình cũng không có dùng cái gì cao siêu hết, mà mình sẽ cắt từng frame với mỗi một cái frame như vậy là 0.5 giây. Thì tùy các bạn muốn để nó bao nhiêu giây cũng được. Thì mới với mỗi cái frame như vậy mình sẽ add một cái hiệu ứng khác nhau, thì khi mà mình gộp lại mình chạy liên tục đó, thì nó sẽ cho ra được cái như vậy. Đây hiệu ứng nè, hiệu ứng thì mình sử dụng cái hiệu ứng vẽ truyện tranh nè. Và mỗi cái frame như vậy, mỗi cái 0.5 giây á, thì mình sẽ thay đổi cái giá trị này, nó sẽ ra những cái biến số khác nhau, các bạn thấy không? Đó,
Thì khi mà mình thay đổi như vậy, cái hình mình nó chuyển động và nó làm cho cái đoạn video của mình nó sinh động hơn. Và đúng nghĩa với cái tên bài hát là thị trấn lóng lánh. Thì khi mà nghĩ suy là chuyện tranh đi ha, đến thời gian thì bắt đầu nó ra cái hình ảnh lóng lánh. Ok. Đó, xịn chưa? Khi mà các bạn thực hiện cái này á, các bạn lặp đi lặp lại và các bạn làm nhiều những cái đoạn ngắn ngắn giống như vậy á, thì cái đoạn video của mình nó sẽ sinh động hơn nữa chỉ với một bức hình thôi. Đó là cái cách của mình. Còn các bạn có thể làm ra thêm những cái hiệu ứng khác nữa chỉ bằng cách là mình thêm mấy cái hiệu ứng nhỏ vào mỗi cái đoạn hình. Ví dụ như ở đây nè, mình thêm cái đoạn nhỏ này thôi, mình thêm nháy chút xíu gì á để cho nó sinh động hơn ha. Rồi bây giờ thì mời các bạn xem cái đoạn video full nha. Mà thiệt ra là mình phải edit xong cái này rồi mình mới có được cái đoạn video full cho các bạn. Con mèo đã giúp cho mình edit. Nó đã giúp cho mình edit xong cái đoạn. Trời, cái mặt mũi lem luốc dễ sợ chưa nè. Ok các bạn, và sau một hồi mình ngồi dựng á thì mình cũng đã dựng xong đây. Và đây là kết quả. Ok. Đó thì các bạn có thể thấy là mình cái đoạn đầu mình đã cắt ra rất là nhiều những cái nhánh nhỏ này, các bạn thấy không? Đó, mình đã cắt ra rất là nhiều những cái phần nhỏ. Và mỗi một phần như vậy thì mình để khoảng thời gian là khoảng 0.5 giây ha. Đó. Thì cứ mỗi một cái frame như vậy 0.5 giây thì cộng lại bao nhiêu đó. Ví dụ nếu mà bạn muốn chuyển động thiệt là nhiều á thì bạn thay đổi từng cái như vậy nó mới chuyển động giống như thế này. Thì nó hơi mất thời gian chút, nhưng mà có một phút thôi. Thì nếu mà mình muốn làm cho nó ấn tượng thì mình có thể làm như thế này. Đó, thì ra là tại vì mình ngồi mình thực hiện như vậy để cho các bạn thấy là mình có thể sáng tạo rất là nhiều thứ khác nhau nếu như mình biết ghép từng frame lại. Còn nếu như mà các bạn lười thì giống như thế này đây, mình để ở khúc sau mình lười quá cho nên là mình để cho nó easy vậy luôn. Đó, chỉ có vậy thôi. Ok, sau khi mà các bạn xem xong cái ví dụ rồi thì các bạn cảm thấy sao? Các bạn thấy thích nó không? Nếu mà các bạn thích nó và có thể sáng tạo một cách mà gọi là xịn hơn nữa thì nhớ đừng quên. Phải gọi là sao ta? Nhớ đừng quên tag mình vào sau khi mà các bạn đã có được cái thành phẩm của mình nha. Tinh. Và cuối cùng thì đến đây là kết thúc được rồi. Nhưng mà mình vẫn muốn cảm ơn bạn Uyên Bím vì đã cho phép mình sử dụng cái bài hát này để mà làm một cái video chia sẻ cho các bạn. Thật sự thì để kiếm một cái bài hát tiếng Việt mà không bị dính bản quyền nó khó, cho nên là mình đã cố gắng. Nhưng mà rất may là ở trong cái vòng quay bạn bè của mình có một người nhạc sĩ như vậy, cho nên là cực kỳ mình cảm thấy cực kỳ may mắn để thực hiện video này. Và đồng thời có một chút quảng cáo là mình đã thực hiện cái video này bằng con iPhone 6s Plus của mình. Cho đến nay mình đã xài nó 3 năm và mình mua ở Cellphonex. Các bạn có thể nhấn vào đường link bên dưới để mà xem cái giá bán chi tiết của nó nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Và nếu như các bạn có những cái yêu cầu, những cái thắc mắc nào thì các bạn cứ inbox thẳng cho mình, hoặc là để lại comment ở bên dưới, hoặc là inbox lên Instagram, hoặc là inbox lên Facebook. Đối với những bạn mình không có kịp trả lời hoặc là không có kịp để mà rep những cái comment, những cái tin nhắn thì các bạn thông cảm nha. Mình sẽ vẫn nhớ những cái mà các bạn đã hỏi, và khi nào mà các bạn hỏi cái số lượng nó nhiều lên đó, mình sẽ bắt đầu mình thực hiện một cái video để mà chia sẻ cho các bạn.
Đồng thời đừng quên xem cái những cái video đi đâu chụp đó của mình nha. Nếu như các bạn thấy cái địa điểm nào hay thì hãy gợi ý cho mình. Và cảm ơn các bạn. À, có một cái nữa là mình có một cái group mà hiện tại đã hơn 10.000 bạn tham gia. Và ở trong này thì các bạn sẽ có thể thoải mái để mà khoe cái thành quả của mình. Và đây cũng là một cái cơ hội để các bạn có thể khoe lên trên group của mình. Các bạn có thể vào cái group này để mà tham gia vào cùng chúng mình nha. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.